Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ trạm sạc BYD họ đang liên kết với một số hãng sạc, bao gồm là sạc Trạch Cộng, một cái là của Autel và một bên kia nữa là của StarCharge. Đấy, thì ngoài cái đó ra thì bên BYD cũng có cái trạm sạc. Trạm sạc này là trạm sạc 7,7 kW và trạm sạc không để lên qua hay thôi được. 7 kW thì trong đây thì theo cái chính sách của BYD thì nó sẽ có 8 cái ưu đãi dành cho khách hàng khi khách hàng đặt cọc 10 triệu cho BYD vào thời gian triển khai chương trình đặt cọc. Thì bao gồm là cái thứ nhất là mọi người sẽ được tặng một cái chạm sạc 7 kW. Thứ hai, món quà thứ hai là sẽ được tặng một cái chạm sạc 2,2 kW kèm theo xe. Thứ ba là mọi người sẽ được tặng một cái voucher 10 triệu theo khi mọi người đặt cọc 10 triệu. Thứ tư là mọi người sẽ được tặng một cái đốc lấy nguồn điện ra để dùng để sạc cho để sử dụng cho ví dụ như là cắm trại hay kem pin, là dùng điện của xe để sử dụng các thiết bị điện khác. Cái thứ năm là vấn đề bảo hiểm, là bảo hiểm sẽ được tặng một năm miễn phí bảo hiểm thân vỏ cũng như là đã bao gồm bảo hiểm pin. Thứ sáu là sẽ có một cái chương trình là cứu hộ trong vòng 6 năm. Thì trong vòng 3 năm đầu tiên thì là mọi vấn đề về vấn đề sản xuất do lỗi của xe hoặc là lỗi của người dùng, và 3 năm tiếp theo là lỗi sản xuất của xe được cứu hộ miễn phí, bảo hành cho mọi người 6 năm và không giới hạn số km di chuyển.